Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Fulbright Việt Nam hủy sự kiện sách của cựu đại sứ Mỹ vì ai đó không thích. Sự kiện trực tuyến chia sẻ về cuốn sách Không là gì là không thể, cựu đại sứ Mỹ Ted Otus ở Đại học Fulbright ở Việt Nam đột ngột bị hủy bỏ mà không có thông báo về nguyên do khiến nhiều người thắc mắc. Cựu đại sứ Otus bày tỏ sự thất vọng về sự việc. Ông đã nói như thế này với đài BBC tiếng Việt hôm 4 tháng 11. Có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách. Ngọc Anh, sinh viên đại học, đã nói với đài BBC tiếng Việt cô định đăng ký tham gia thì phát hiện bài đăng đã bị xóa. Tôi thấy hành động hủy sự kiện không thông báo của trường đại học này là hết sức mờ ám. Đây là hình ảnh cựu đại sứ Mỹ Otus và cuốn sách Không gì là không thể. Cựu đại sứ Otus là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng nhiều năm làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại châu Á. Từ năm 2014 cho đến năm 2017, trong vai trò đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông được đánh giá là người có nhiều đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cựu thủ. Rời cương vị đại sứ vào tháng 11 năm 2017, ông Otus, sinh năm 1961 ở California, tiếp tục ở lại Việt Nam và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến tháng 6 năm 2018. Ghi nhận đóng góp của ông Otus, nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị vào năm 2018. Chính vì vậy, sự kiện chia sẻ trực tuyến về cuốn sách của ông tại trường đại học này bị hủy, khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi ông Otus từng nắm chức vụ phó chủ tịch của trường. Được biết, Đại học Fulbright Việt Nam lặng lẽ đã xóa sự kiện này đi. Cụ thể là hôm 30 tháng 10, trường đại học Fulbright Việt Nam đã đăng trên trang Facebook và trang web của trường về sự kiện gặp gỡ, giao lưu trực tuyến với cựu đại sứ Mỹ Otus về cuốn sách mới ra mắt của ông. Cũng theo thông báo, sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 4 tháng 11 vào lúc 20 đến 21 giờ 30. Cụ thể, buổi trò chuyện với ông Otus sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện diễn ra của Fulbright với chủ đề Thế giới qua những trang sách. Tuy nhiên, chương trình đã bị hủy bỏ mà không có thông báo nào, nhưng Google vẫn lưu lại bài viết này. Đây là hình ảnh sự kiện về trao đổi về cuốn sách Không gì là không thể của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam được trường Fulbright Việt Nam quảng bá rầm rộ nhưng rồi lại lặng lẽ xóa bài. Cựu đại sứ Otus đã bày tỏ sự thất vọng về sự việc. Ông nói với đài BBC, tôi rất thất vọng vì Đại học Fulbright đã hủy bỏ một sự kiện mang tính công khai mà lẽ ra đây là cơ hội đầu tiên để tôi được trò chuyện với độc giả Việt Nam trước công chúng về cuốn sách của tôi cũng như tình yêu của tôi đối với đất nước này. Khi được hỏi về lý do đằng sau việc hủy bỏ sự kiện, ông Otus nói như sau. Có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách. Đồng thời, vị cựu đại sứ cũng nói xin nhường lại cho trường Fulbright Việt Nam giải thích cặn kẽ hơn về nguyên nhân hủy bỏ sự kiện. Sự kiện trao đổi về cuốn sách Không gì là không thể của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam được Fulbright Việt Nam quảng bá rầm rộ. Nhưng cuối cùng kết quả lại như thế. Một nguồn tin giấu tên đã nói với đài BBC rằng chính phủ Việt Nam cho rằng nội dung cuốn sách của ngài đại sứ có một số nội dung chưa phù hợp với Việt Nam. Vì vậy, có thể đã có yêu cầu để Đại học Fulbright Việt Nam phải hủy sự kiện, lặng lẽ xóa thông báo mà không giải thích nguyên nhân cho công chúng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, trường Fulbright Việt Nam từ chối bình luận với đài BBC về việc này. Hôm 23 tháng 9, cựu đại sứ Otus đã gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc đến Mỹ để dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở khóa 76. Đây là hình ảnh ông Otus khi còn là đại sứ Mỹ tại Việt Nam gặp một số học sinh sinh viên Việt Nam vào hôm 30 tháng 1 khi họ tìm hiểu về giáo dục cao đẳng ở Hoa Kỳ. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng ông Otus ra mắt cuốn sách của mình và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cũng đã đề cập về cuốn sách đối với ông Phúc. Tôi đã nói với Chủ tịch Phúc rằng quyển sách được viết bởi một người thực sự yêu mến Việt Nam. Ông Otus đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như vậy. Ngọc Anh, người mong muốn tham gia chương trình, ký kết tham gia sự kiện đã chia sẻ với BBC tiếng Việt. Cô cũng khá thất vọng vì không có cơ hội nghe phần chia sẻ của ông Otus về cuốn sách này. Cô nói, nếu như thực sự có vấn đề nhạy cảm nằm ở cuốn sách thì có thể thấy bạn đọc Việt Nam khó mà tiếp cận hay đọc sách một cách chính thống mà phải qua các đường khác.
Chưa kể Fulbright là đại học được cho là độc lập, nếu hủy như vậy mà không có lời giải thích cho thấy họ không minh bạch, truyền thông mờ ám và chắc chắn họ vẫn chịu áp lực nhất định từ chính quyền. Đại học Fulbright Việt Nam nhận tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ. Trường được giới thiệu hoạt động theo các nguyên tắc quản lý, quản trị thiết yếu của nền giáo dục, ưu tú đó là minh bạch và trách nhiệm, giải trình, tự chủ, trọng dụng nhân tài, tôn trọng lẫn nhau và giảng dạy, gợi mở. Trường Fulbright được kỳ vọng là trường đại học được sẽ cho là tự trị đại học và theo tinh thần khai phóng ở Việt Nam, theo nhiều nhà nghiên cứu giáo dục chia sẻ. Đây là hình ảnh Đại học Fulbright ở Việt Nam thành lập vào tháng 5 năm 2016, được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ 100% vốn hoạt động, không vì lợi nhuận, trụ sở đặt tại quận 7, khu công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách nhắm đến các nhân vật cấp cao của Việt Nam, nhận xét về hồi ký của ông Ossus, cựu ngoại trưởng Mỹ Albright đã nói đây là một cuốn sách hồi ký hấp dẫn của một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất của Hoa Kỳ. Trong cuốn sách, Ossus có nhắc đến các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh và nhiều nhân vật cấp cao khác mà ông có dịp tiếp xúc thời làm đại sứ. Trả lời đài BBC tiếng Việt vào tháng 8, ông cho biết cuốn sách của tôi là câu chuyện của những người chuyển từ cựu thù thành bạn và những người chấp nhận rủi ro từ cả hai phía. Tôi viết về John Kerry và John McCain. Hình ảnh John Kerry rất đẹp trong cuốn sách. Tôi còn viết về đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau chiến tranh, đó là Peter John. Nói về cảm hứng cho cuốn sách, ông Ossus nhắc đến Peter John là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam sau chiến tranh và là đại sứ đầu tiên đến Hà Nội. Ông ấy là một tù nhân chiến tranh, vì vậy ông ấy hiểu nỗi đau chiến tranh. Ông ấy đã ngồi tù nhiều năm, nhưng rồi ông ấy đã đến Việt Nam và hòa giải. Ông ấy nói về sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam và sự hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới rất tích cực. Trong hồi ký, đại sứ Ossus đã tiết lộ các khó khăn của việc dàn xếp cho ông Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ vào năm 2015. Đây là hình ảnh đại sứ Ossus và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông cho biết, ngay từ những tháng đầu làm đại sứ, ông thường xuyên được nhận thông điệp của phía Việt Nam rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn gặp Tổng thống Barack Obama tại Mỹ. Nhưng khó là Hoa Kỳ hiếm khi nào mời lãnh đạo của một đảng. Ông Ossus cho biết, ngay từ ban đầu khi ông đề nghị Nhà Trắng tiếp, ông đã bị từ chối. Giới chức Mỹ nói với Ossus rằng ông Trọng có thể đi thăm Mỹ nhưng khó mà có thể gặp được Obama. Đại sứ Ossus đã phải nhờ nhiều người, trong đó có Tommy Berry là bạn và là cố vấn của Ngoại trưởng John Kerry. Susana Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Obama, phản đối chuyến thăm và nói rằng Tổng thống Mỹ không cần gặp lãnh đạo của đảng. Ngoại trưởng John Kerry khi ăn trưa với Obama đã thuyết phục thành công. Đại sứ Ossus hồi tưởng như sau: việc giúp có được cuộc gặp của ông Trọng và Tổng thống Obama là thành tựu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của tôi. Chuyến thăm của Tổng thống đến Việt Nam vào năm 2016 cũng quan trọng nhưng sẽ không đầy đủ ý nghĩa nếu ông Trọng đã không thăm Mỹ trước. Một số nhà quan sát đã ngụ ý rằng chuyến thăm Washington củng cố ưu thế chính trị đang tụt giảm của ông Trọng, còn có người để có nói chuyện rằng chuyến thăm của ông Trọng, sự chính danh lãnh đạo mà ông không thể có được tại một số quốc gia với hệ thống nghị viện. Dù sao thì ít nhất chuyến đi của ông Trọng đã giúp cho các cuộc gặp thượng đỉnh của Mỹ và Việt Nam thành công vào năm 2016 và 2017 vì mỗi chuyến đi cấp cao lại xây dựng từ chuyến đi trước đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 với bản tin Fulbright Việt Nam hủy sự kiện sách của đại sứ Mỹ vì ai đó không thích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.